Hoa Kỳ, nhà cung cấp giáo dục hàng đầu trên thế giới, với 500 khu học xá tại 30 quốc gia, với hơn 1 triệu sinh viên nhập học hàng năm, thì tại Singapore, Học viện Kaplan có hơn 20.000 sinh viên đang theo học các khóa từ cao đẳng tới đại học và thạc sĩ. Thì trong năm 2015 này, Kaplan Singapore triển khai rất là nhiều suất học bổng có giá trị, trong đó phải kể đến học bổng 100% học phí khóa luyện O-level dành cho các bạn học sinh Việt Nam có thành tích xuất sắc trong học tập. Thì nếu các bạn muốn tham gia cái khóa O-level này thì đối tượng xét học bổng là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, hết lớp 9 hoặc là hoàn tất lớp 10. Đối với học sinh hết lớp 9, tổng điểm trung bình là 9 chấm, toán 9 chấm, anh văn 9.5, lý 9 chấm. Nếu đối với học sinh hết lớp 10, tổng điểm trung bình là 8 chấm, toán là 9 chấm, anh văn 8.5 hoặc lý là 8 chấm và phải có chứng chỉ tiếng Anh AEL là 7 chấm và vượt qua cái kỳ phỏng vấn với Học viện Kaplan Singapore. Thì chúng ta phải kể đến là khóa O-level. Đối với cái kỳ thi O-level thì O-level là cái kỳ thi được tổ chức bởi Bộ Giáo dục Singapore kết hợp với cuộc khảo thí của Đại học Cambridge từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 11 hàng năm. O-level là cái kỳ thi được quốc tế công nhận và là tiêu chuẩn để vào các trường cao đẳng dự bị đại học trên toàn thế giới. Thì tại Singapore, chứng chỉ O-level là điều kiện tiên quyết cho việc xét tuyển vào 5 trường cao đẳng công lập Polytechnic hoặc các trường dự bị đại học công lập Junior College. Thì O-level là tiêu chuẩn đầu vào của các chương trình cao đẳng tại các trường tư thục tại Singapore. Thì đối tượng có thể tham gia cái kỳ thi O-level đó là học sinh từ 15 tuổi trở lên. Đối với học sinh Việt Nam, sau khi học hết lớp 10 hoặc từ lớp 11 trở lên, các em có thể tham gia cái kỳ thi này vì cái cơ hội thành công sẽ cao hơn rất nhiều so với học sinh mới tốt nghiệp cấp 2 hoặc là hết lớp 9 tham gia cái kỳ thi. Và các cái môn thi phổ biến của học sinh Việt Nam trong cái kỳ thi O-level tại Singapore đó là các môn bắt buộc, đó là môn tiếng Anh, toán phụ trợ, vật lý, toán nâng cao, nguyên lý kế toán và các môn tự chọn đó là tiếng Hoa, địa lý. Và thời gian học là 1 năm, khai giảng là ngày 1 tháng 10 năm 2015. Học phí là 12.305 đô la Singapore. Và Kaplan Singapore hân hạnh mang đến cho sinh viên những cái khóa học để chuẩn bị cho kỳ thi O-level. Chứng chỉ O-level được Hội đồng thi Singapore và Liên hiệp Anh đề nghị áp dụng đánh giá tiêu chuẩn học sinh trong cái hệ thống giáo dục công lập Singapore. Tại Singapore, Hội đồng thi trường Đại học Cambridge cùng Hội đồng thi và đánh giá Singapore SEAB và Bộ Giáo dục Singapore phối hợp tổ chức kỳ thi này. Khóa học này chuẩn bị cho những học sinh muốn tham gia cái kỳ thi Singapore Cambridge O-level. Thì cái chứng chỉ O-level là điều kiện đầu vào của hầu hết chương trình cao đẳng Bách khoa và Junior College tại Singapore. Để tham gia cái kỳ thi này, học sinh phải hoàn thành chương trình học tại cấp 2 tương ứng với độ tuổi là 16. Vượt qua cái kỳ thi O-level, học sinh có thể lựa chọn một trong hai chương trình học cao hơn. Một là đăng ký vào các trường cao đẳng công lập Polytechnic của Singapore, hoặc là nhiều lựa chọn hơn sau khi tốt nghiệp đi làm tại Singapore hoặc liên thông lên các trường đại học công lập Singapore như là NUS, NTU, SMU v.v. Hoặc học sinh có thể đăng ký vào các trường phổ thông học 2 năm để hoàn thành cái chứng chỉ A level. Thì sau khi hoàn thành A level, học sinh có thể đăng ký vào các trường đại học tại Singapore. Học sinh cũng có thể lựa chọn du học ngay khi vượt qua cái chương trình O level, đó là các chương trình học tại các trường đại học công lập hoặc là đại học cộng đồng tại các nước như Mỹ, Canada, Anh, Úc. Thì Kaplan Singapore mong muốn đưa đến các cái chương trình thiết thực cho học sinh Singapore và học sinh quốc tế. Thì Kaplan Singapore mong muốn giúp đỡ, ủng hộ học sinh cũng như đáp ứng mọi nhu cầu học tập của học sinh. Và Kaplan Singapore cam kết đem đến những cái chương trình học tập phù hợp với mọi lứa tuổi học sinh. Và Kaplan luôn phấn đấu hết mình cho thành công của học sinh. Thì trường Kaplan cũng đảm bảo học sinh sẽ được những cái điểm tựa vững chắc với mục tiêu học tập lâu dài và cái ước mơ nghề nghiệp của tương lai. Thì để chi tiết hơn về cái chương trình học bổng cũng như cái kỳ thi O-level thì các bạn hãy tham gia ngay vào cái chương trình xét học bổng tại công ty Tân Đại Dương tại địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất và hai địa chỉ còn lại là tại quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng tại Hà Nội. Xin chào các bạn, du học Singapore hiện nay được khá nhiều bạn trẻ cũng như là phụ huynh quan tâm bởi Singapore có nhiều chương trình cũng như là bằng cấp quốc tế và có nhiều ưu điểm vượt trội. Thì trong chương trình hôm nay có sự góp mặt của anh Nguyễn Nhật Hân, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh của trường Kaplan Singapore, đồng thời là cựu học sinh của trường, sẽ chia sẻ để giúp cho chúng ta có những cái quyết định đúng đắn. Xin chào anh Nhật Hân. Xin chào các bạn và xin chào chị Ly. Thì anh Nhật Hân có thể chia sẻ cho các bạn là hiện nay thì sinh viên Việt Nam đang theo học ở trường Kaplan mình là có khá nhiều không này anh Nhật Hân? Thì theo thống kê tới tháng 7 năm 2014 tới bây giờ thì số lượng sinh viên quốc tế Việt Nam theo học tại Kaplan Singapore là không dưới 600 người. Và những cái chuyên ngành nào được học sinh Việt Nam quan tâm nhiều nhất tại trường Kaplan? Hiện tại tại Kaplan Singapore có hơn 16 chuyên ngành khác nhau, và trong số đó có một số chuyên ngành rất là nổi bật, và nổi bật nhất đó là chuyên ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành tài chính ngân hàng và chuyên ngành dịch vụ, quản trị, du lịch và lữ hành. Và đồng thời là những cái sinh viên Việt Nam, tiếng Anh của họ đó là một cái điểm yếu, thì những sinh viên chưa có những cái địa chứng chỉ quốc tế như là IELTS, TOEIC, TOEFL thì có thể tham gia tại trường Kaplan Singapore được không thưa anh? Đây là một vấn đề khá là nổi bật đối với lại sinh viên Việt Nam, do bởi vì có một số bạn thì vẫn chưa có được những cái bằng cấp quốc tế như là chị nói là IELTS, TOEFL và TOEIC. Thì tại Kaplan Singapore có những khóa học chứng chỉ tiếng Anh quốc tế dành cho những bạn chưa đạt được điều kiện tiếng Anh để học chương trình đại học tại Kaplan. Và chương trình đó có nhiều cấp độ phù hợp cho tất cả các bạn, từ cấp độ cơ bản nhất cho tới cấp độ nâng cao hơn, để các bạn có đủ điều kiện để học tại chương trình đại học tại Kaplan Singapore. Được biết là anh Hưng trước đây là cựu sinh viên của trường Kaplan và hiện nay đang là đại diện tuyển sinh của trường, thì anh có thể là chia sẻ cho học sinh là khóa học sắp tới thì là khai giảng vào tháng mấy, và cũng như là có những cái học bổng hay là chính sách ưu đãi cho sinh viên Việt Nam không thưa anh? Tại Kaplan thì có rất nhiều chương trình học khác nhau đa dạng, từ tiếng Anh cho tới bậc dự bị đại học, cho tới bậc cao đẳng và bậc đại học, và thậm chí cả sau đại học. Thì đối với lại chương trình tiếng Anh, được khai giảng vào ngày 10 Tây tháng Chẵn hàng năm. Ví dụ như là ngày 10 Tây tháng 2, 10 Tây tháng 4, 10 Tây tháng 6, vân vân. Thì dành cho những bạn nào thì rất tiện lợi cho tất cả các bạn, chúng ta có thể lựa chọn cho mình một thời gian phù hợp để theo học. Đối với lại chương trình dự bị đại học dành cho các bạn chưa tốt nghiệp cấp 3, chưa tốt nghiệp bậc phổ thông trung học, chúng ta có ngày khai giảng vào ngày 15 Tây hàng tháng lẻ, tức là ngày 15 Tây tháng 1, 15 Tây tháng 3 và 15 Tây tháng 5, vân vân. Và sau đó nữa đó là chương trình bậc học cao đẳng, hay tương đương với là chương trình năm nhất của đại học, thì ngày khai giảng chúng ta cũng có vào hàng tháng Chẵn trong năm. Chính xác hơn là vào ngày 28 Tây tháng Chẵn trong năm, chẳng hạn như là 28 Tây tháng 2, tháng 4, tháng 6, vân vân. Đối với lại chương trình đại học và chương trình sau đại học thì cái ngày khai giảng chúng ta đi theo ngày khai giảng của các trường đại học liên kết và Kaplan, và thường sẽ tập trung vào những tháng đầu năm, thí dụ như tháng 1 hoặc tháng 3, và những ngày khai giảng vào cuối năm, thí dụ như tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Đối với chương trình học bổng dành cho các bạn sinh viên đi học tại trường Kaplan Singapore, trường Kaplan Singapore dành 9 khóa học bổng cho các bạn học sinh xuất sắc của các khóa cao đẳng chuyển tiếp lên chương trình bậc đại học. Sẽ có 3 khóa học bổng trị giá 10.000 đô dành cho 3 bạn đứng nhất của khóa, và 3 khóa học bổng dành cho 3 bạn đứng nhì khóa, và 3 khóa học bổng dành cho bạn đứng thứ 3 của khóa. Và giá trị của khóa học bổng sẽ lần lượt là 10.000 đô, 7.500 đô và 5.000 đô cho các thứ hạng lần lượt. Thì như anh Hưng chia sẻ thì những cái học bổng đó sinh viên Việt Nam, có những sinh viên nào đạt được không thưa anh? Đối với lại sinh viên Việt Nam thì không chỉ riêng tại Singapore mà chắc chắn là học lực của các bạn học sinh viên Việt Nam đã nổi tiếng trên toàn thế giới, thì việc các bạn sinh viên Việt Nam tại Kaplan Singapore đạt được học bổng là điều không hề hiếm. Chẳng hạn như mình nhớ có một trường hợp rất là đặc biệt, đó là hai chị em sinh đôi, một bạn tên Hồng, một bạn tên Phương. Thì bạn Hồng là bạn em nhưng mà đã học bổng được tốt đầu, học bổng hạng nhất của tài khóa chỉ đã 10.000 đô, và chị của bạn Hồng là bạn Phương đạt được học bổng hạng 3 trị giá 5.000 đô của toàn khóa. Thì sinh viên Việt Nam của mình qua đó cũng đạt rất là nhiều học bổng đúng không ạ? Và theo cái kinh nghiệm của anh thì anh cũng có thể chia sẻ cho phụ huynh cũng như các bạn học sinh biết thêm là ngoài những cái học bổng và chính sách ưu đãi thì trường còn có những cái điểm nổi bật nào không thưa anh? Đối với lại chương trình đại học tại Kaplan Singapore thì nó có một số điểm nổi bật riêng biệt mà chỉ riêng trường Kaplan Singapore có. Thứ nhất đó là chương trình học rất là đa dạng, với hơn 16 chuyên ngành trải dài từ các chương trình như là khoa học tự nhiên, tài chính ngân hàng cho tới các chương trình như khoa học xã hội, ví dụ như là tâm lý học. Thì thời gian học cũng được tiết kiệm tối đa bằng việc là các bạn sẽ không có những kỳ nghỉ dài giống như là kỳ nghỉ đông hoặc là kỳ nghỉ hè, mà các bạn sẽ học liên tục, và giữa mỗi kỳ như vậy chỉ có những kỳ nghỉ ngắn hạn giữa những một học kỳ mà thôi. Và những kỳ ngắn hạn này thường chỉ kéo dài từ 1 cho tới 3 tuần. Cho nên khi các bạn được học tại Kaplan Singapore, thời gian các bạn được học toàn bộ chương trình đại học chỉ kéo dài từ 2 năm rưỡi cho tới 2 năm 8 tháng. Và cái cuối cùng đó chính là mức học phí rất là tiết kiệm, mức học phí rất là tiết kiệm cho các bạn. Và ngoài ra thì tại Kaplan Singapore hiện tại đang sở hữu một cộng đồng sinh viên Việt Nam mạnh mẽ và thuộc dạng rộng lớn nhất tại Singapore. Thì được biết là bên trường Kaplan Singapore liên kết rất là nhiều những trường đối tác như là tại Anh nè, tại Úc nè. Thì theo anh có thể chia sẻ cho các bạn thêm là sinh viên Việt Nam nên chọn những cái trường liên kết nào để phù hợp nhất? Tại Kaplan Singapore thì hiện tại có 5 trường đại học liên kết và là Kaplan, và mỗi một trường như vậy nó đều có một thế mạnh riêng. Không thể nói là trường nào là tốt nhất và trường nào tốt hơn trường nào, mà là mỗi một trường nó đều có một cái tiêu chí để cho các bạn lựa chọn. Chẳng hạn như bạn thích học một trường cho bạn được một cái bậc cử nhân có thể học 2 chuyên ngành cùng một lúc, bạn có thể chọn trường mở đầu của Úc. Hoặc là bạn muốn học một chuyên ngành cho bạn được tấm bằng có giá trị top 100 trên thế giới, bạn có thể chọn trường đại học Royal Holloway University of London. Mỗi một trường như vậy nó có đều thế mạnh khác nhau và dĩ nhiên nó cũng sẽ đều có những cái khó khăn nhất định. Thì những sinh viên Việt Nam của mình thường chọn những cái chương trình nào đối với trường liên kết? Đối với sinh viên Việt Nam mình, sinh viên Việt Nam rất có năng khiếu về toán, cho nên chương trình về tài chính và ngân hàng và kế toán luôn là những chương trình mà các bạn được ưu tiên lựa chọn. Thì anh cũng có thể cho biết thêm là những cái học sinh mà đã học tốt nghiệp đại học tại Việt Nam và họ muốn nâng cao lên cái khả năng học vấn của mình cũng như là tạo cái cơ hội sau này thì họ muốn học thạc sĩ. Thì hiện tại thì bên trường Kaplan cũng có đào tạo chuyên ngành về thạc sĩ đúng không các anh? Vậy hiện tại bên Kaplan đào tạo thạc sĩ cho tổng cộng là 3 chuyên ngành. Chuyên ngành đầu tiên là về tài chính, chuyên ngành thứ hai là về quản trị và chuyên ngành thứ ba là dành cho những anh chị đã đi làm, đã có kinh nghiệm và muốn được chuyên sâu hơn về khả năng quản trị, đó là chương trình MBA. Về yêu cầu đầu vào của chương trình sau đại học thì tại Kaplan yêu cầu đầu vào học sinh thứ nhất là tiếng Anh. Học sinh được yêu cầu phải tốt nghiệp một đại học chính quy, và nếu như trong trường hợp học sinh tốt nghiệp đại học chính quy nhưng chương trình không được đào tạo bằng tiếng Anh, học sinh yêu cầu phải có IELTS tối thiểu là 6.5 và không có một điểm kỹ năng nào dưới 6 chấm. Và nếu như trong trường hợp các bạn tốt nghiệp đại học từ nước ngoài về, chương trình đào tạo 100% bằng tiếng Anh thì IELTS sẽ được xem xét miễn giảm cho các bạn. Thì những cái sinh viên mà mới tốt nghiệp ra trường, họ chưa có kinh nghiệm thì họ có thể tham gia tại thạc sĩ của Kaplan được không? Đối với chương trình thạc sĩ tại Kaplan sẽ hoàn toàn không yêu cầu các bạn phải có kinh nghiệm. Một lần nữa thì qua sự chia sẻ của anh Hân thì chúng ta đã có một phần nào đó để có sự lựa chọn cho riêng mình. Và để chi tiết hơn các bạn đừng ngần ngại và hãy gọi ngay đến số hotline 08 3848 4879 hoặc truy cập website tươndạidương.edu.vn hoặc là lên văn phòng công ty trực tiếp tại địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Và Tân Đại Dương hiện nay đang là đại diện tuyển sinh của trường Kaplan Singapore. Thì một lần nữa Tân Đại Dương xin cảm ơn anh Hân. Cảm ơn chị Ly. Chào các bạn.